Hello, xin chào nha. Đây mọi người ạ. Lên dốc, công nông sản xuất lên dốc rồi mọi người ơi. Khá là dốc mọi người nhá. Đoạn này đường cứng nên đi nó hơi nhảy mọi người ạ. Hơi nhảy tung tăng này. Lên dốc lại còn phải nhảy nữa chứ. Thế mới lạ nha mọi người ạ. Bắt đầu ấy. Con muối vào miệng hết rồi. Mọi người nhìn thấy xe nhảy không? Nó làm sao ấy, nhảy tung tăng ấy mọi người ạ. Mình cũng không nhớ xem cái xe này bị quẹt một phát đoạn trên cái rẻ bên kia nó vinh rồi hay sao ấy. Wow, rẻ vinh rồi. Gần hết rồi mọi người nhé. Đến sắp hết rộng rồi. Đến giúp cái này ông còn bò số 2 rùa nhé mọi người nhé. Này tầm 2 tấn ông bò lên đoạn này cũng ok. Khỏe thật. Hết khói rồi mọi người nhé. Mệt quá. Ra khoảng 50 mét chỗ. Mới có chỗ để đổ hàng nhá. Sao vậy? Đổ đây à? Sao nhỉ? Đổ lên luôn à? Hơi bị nghiêng rồi đấy. Mình sẽ kết thúc video nhé mọi người nhé.